Trong những ngày vừa qua, câu chuyện về Chu Ngọc Quang Vinh, một học sinh xuất sắc từng tham gia đường lên đỉnh Olympia đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Những phát ngôn của Vinh trên mạng xã hội không chỉ tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ mà còn đẩy cậu vào một tình huống khó khăn chưa từng có. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhìn vào những sai lầm, chúng ta cần có sự thấu hiểu và cảm thông đối với một người trẻ tuổi đang trên con đường tìm kiếm bản ngã. Vinh chỉ mới 18 tuổi, một độ tuổi còn nhiều băn khoăn dễ dao động trước những luồng thông tin trái chiều từ xã hội và thế giới bên ngoài. Ở tuổi này, không ít bạn trẻ giống Vinh đang trải qua quá trình hình thành nhận thức và suy nghĩ về cuộc sống, về tổ quốc và về vị trí của bản thân trong xã hội. Tuy nhiên, có thể vì thiếu kinh nghiệm, Vinh đã bày tỏ những cảm xúc, quan điểm cá nhân theo cách mà cậu nghĩ là riêng tư, chỉ dành cho những người bạn mà cậu tin tưởng. Vinh đã chọn 16 người bạn thân thiết nhất để chia sẻ story của mình, những người mà cậu cho rằng sẽ thấu hiểu và giữ kín những suy tư của cậu. Tuy nhiên, một trong những người bạn đó đã chia sẻ thông tin này ra ngoài. Hành động đó có thể xuất phát từ lòng yêu nước, từ mong muốn bảo vệ danh dự đất nước trước những phát ngôn phản quốc, vô ơn đối với tổ quốc như vậy. Dẫu vậy, đối với Vinh, đây không chỉ là sự phản bội cá nhân, mà còn là sự đánh mất niềm tin vào tình bạn và mối quan hệ mà cậu đã trân trọng. Người bạn kia có thể đã cho rằng Vinh đang phản bội đất nước và phản ứng của họ là đúng đắn. Tuy nhiên, Hành động công khai những suy nghĩ riêng tư đó lại vô tình khiến Vinh phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích từ xã hội, tạo ra một vết thương lòng sâu sắc cho cậu bé. Sự phẫn nộ từ cộng đồng là điều dễ hiểu, bởi bất kỳ ai cũng có quyền lên án những hành vi được cho là phản bội đất nước. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần xem xét sự việc từ một góc độ cảm thông và hiểu rằng mọi người trẻ đều có quyền mắc sai lầm trong quá trình trưởng thành. Vinh không cố ý gây tổn hại cho tổ quốc hay có bất kỳ hành vi phản bội nào. Thực tế cậu chỉ đang bày tỏ những lo lắng và chăn trở cá nhân về tương lai và cuộc sống của mình giống như nhiều bạn trẻ khác vinh có khao khát được khám phá những chân trời mới được tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân ở nước ngoài điều này không phải là một điều xấu hay đáng bị lên án thay vào đó đó là dấu hiệu của một tâm hồn cầu tiến muốn vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi người đều có quyền mơ ước và tìm kiếm cơ hội cho chính mình nhưng thay vì vinh cố gắng học hành để đi du học nước ngoài có cuộc sống tốt đẹp hơn thì Vinh lại chọn cách tiêu cực hơn là chê bai đất nước đó là điều đáng để chỉ trích tạo điều kiện cho bọn phản động. Ba que, các thế lực chống phá Việt Nam ở nước ngoài viết bài ủng hộ. Trong thời đại thông tin, mọi phát ngôn dù có ý định riêng tư đều có thể bị lan truyền nhanh chóng và gây ra những hệ lụy không mong muốn. Vinh có thể đã không lường trước được hậu quả của việc chia sẻ suy nghĩ của mình, đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm như ngày quốc khánh. Sau khi được lên phường ngồi uống nước trà cùng với các chú công an thì cậu đã nhận ra sai lầm của mình và nhanh chóng viết bài xin lỗi. Sự hối lỗi đó đáng được ghi nhận và tha thứ. Nhìn từ góc độ pháp lý, Vinh không hề vi phạm luật pháp. Cậu vẫn là một học sinh trung học, chưa đủ 18 tuổi và quan trọng hơn là không có bất kỳ động cơ chính trị nào trong suy nghĩ của mình. Cơ quan chức năng đã xác nhận điều này và nhà trường cùng với các thầy cô đều mong muốn Vinh có thể tiếp tục học tập, trưởng thành và thành công trong tương lai. Thay vì trừng phạt, chúng ta nên tạo điều kiện để cậu rút ra bài học quý giá từ sai lầm này. Sự kiện này còn gợi lên một thực tế rằng nhiều bạn trẻ hiện nay cũng có những khao khát như Vinh, muốn tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân ở nước ngoài. Điều này không có nghĩa là họ ghét bỏ đất nước, mà chỉ đơn thuần là một lựa chọn cá nhân. Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển tạo mọi điều kiện cho tất cả các tài năng trẻ đi du học ra nước ngoài. Việc họ tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài là một cách để họ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và sau này trở về đóng góp cho quê hương. Kết luận lại, chúng ta không nên quá khắt khe với Chu Ngọc Quang Vinh. Cậu bé mới 18 tuổi, vẫn còn rất nhiều thời gian để sửa sai và trưởng thành. Sự cảm thông, bao dung từ xã hội sẽ là nguồn động viên quý giá giúp Vinh vững vàng bước tiếp. Hãy để cậu bé có cơ hội học tập, phát triển và thể hiện sự hối lỗi của mình bằng những thành tựu trong tương lai. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng là họ có cơ hội để sửa sai, và điều đó nên được chúng ta khuyến khích thay vì chỉ trích không ngừng